nhật Phong mến chào tất cả khán thính giả ở khắp nơi trong chương trình Câu chuyện Việt Nam kỳ thứ 19 và giống như Phong đã từng nói do cái chương trình Houston nhật ký tập trung về các cái thời sự trong khu vực đặc biệt là biển Đông, eo biển Đài Loan, quan hệ Hoa Kỳ Trung Quốc. Do đó thì Phong đã có một cái chương trình đặc biệt dành cho những vấn đề xảy ra tại Việt Nam và những vấn đề liên quan tới Việt Nam để cho mọi người chúng ta cùng nhau phân tích đối chiếu và so sánh để xem tình hình Việt Nam đi về đâu với những cái thời thời sự diễn ra hàng ngày cũng như là những cái đáng chú ý liên quan tới tình hình tại Việt Nam và trong cái câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay thì Phong xin phép là tại vì có nhiều bạn ở trong thời gian qua inbox cho Phong thậm chí là trên cả comment nữa họ đều quan tâm tới cái tình hình kinh tế tại Việt Nam nó sẽ đi về đâu trong cái năm 2019 và 2020 À, cái báo cáo của các báo chí trong nước thì đương nhiên là lúc nào nó cũng lạc quan cả Nó cũng cho thấy là một màu hồng rất là đẹp Nhưng mà các bạn, trên thực tế, khi mà phân tích ra cái tình hình kinh tế tại Việt Nam Thì các bạn sẽ thấy cái sự bế tắc của nó như thế nào Và hôm nay, mình sẽ nói về một trong những cái vấn đề Nó vừa xảy ra xong và nó sẽ ảnh hưởng tới kinh tế của Việt Nam như thế nào Và đây chính là cái điều mà Phong muốn nói đến các bạn Và cái gốc của vấn đề nằm ở đâu giải quyết ra sao đó là cái chủ đề của ngày hôm nay trước khi đi vào chủ đề thì Phong vẫn mời tất cả các bạn đọc cái bản tin mới nhất trên cái báo cáo của Human Rights Watch tức là tổ chức nhân quyền thế giới à, trên đây thì các bạn thấy à, Human Rights Watch tổ chức nhân quyền thế giới EU postpone vote on Vietnam Free Trade Agreement tức là Liên Hiệp Âu Châu ngưng lại cái cuộc bỏ phiếu cho cái vấn đề tòa <laughs> tự do mậu dịch với Việt Nam. Đây là cái bản tin mới nhất, ok các bạn. ở trong đây thì nó nói rất là rõ ràng là à, Quốc hội của nghị viện của Âu Châu và hội đồng à, của Âu Châu đã nên ngưng lại cái hiệp ước mậu dịch tự do về mậu dịch với Việt Nam khi mà phía chính cho tới khi nào mà phía chính quyền cộng sản Việt Nam à, chấm dứt những cái vấn đề mà lạm dụng nhân quyền. Đó là cái bản tin và Human Rights Watch cho biết ngày hôm nay. Việt Nam vẫn đang có những cái uh, vi phạm nhân quyền, đặc biệt là cái Cyber Security Law, tức là luật an ninh mạng đã được uh, effect tức là đã có hiệu lực từ ngày 1/ Tây tháng Giêng năm 2019 và trên đây toàn bộ họ báo cáo về cái uh, uh, cái vấn uh, đề vấn đề của Việt Nam và các bạn nhìn thấy ở trên đây thì là họ nói rõ về về cái một trong những cái cái chính là cái luật Cyber Law, tức là cái luật về an ninh mạng của Việt Nam nhằm mục đích đóng cửa con đường duy nhất của người Việt Nam để bày tỏ cái quan điểm và chính kiến của họ à, một số quốc gia một số nơi và đạt đa số phương tiện truyền thông tức là tất cả cơ quan truyền thông đều nằm dưới quyền quản quản trị của à, đảng cầm quyền và do đó nó đã ngăn chặn cái quyền tự do ngôn luận của một người khác và hội đồng nghị viện Âu Châu cần gửi một thông điệp rõ ràng cho và thỏa thuận này không thể được thông qua cho tới khi chính phủ Việt Nam nghiêm túc trong việc giải quyết các mối quan tâm về quyền con người. Ông Ken Stephen à, nói, nói à, đã phát biểu như trên. Việt Nam nên hiểu rằng Âu Châu trì hoãn thỏa thuận đó là lỗi Hà Nội chứ không phải là ở Brussels. Ok các bạn, đó là cái bản tin của à, Tổ chức Nhân quyền Thế giới, tức là Human Rights Watch và cái này nó ảnh hưởng tới kinh tế của Việt Nam như thế nào và nhiều bạn trong Việt Nam cũng thắc mắc ủa vấn đề nhân quyền mắc mớ gì là tới làm ăn buôn bán. Mặc dù rằng là có rất nhiều những cái nhà đầu tư có rất nhiều những cái là người làm thương mại ở Âu Châu đang áp lực Quốc hội Âu Châu nên thông qua cái hiệp ước afa để họ có thể làm ăn trong Việt Nam nhưng mà cuối cùng thì nó postpone tức là nó ngưng lại thì cái câu trả lời cho các bạn rất dễ hiểu tại sao vấn đề nhân quyền liên can gì tới buôn bán thì bây giờ Phong giải thích cho các bạn hiểu và từ đó chúng ta sẽ phân tích ra cái tình hình Việt Nam ok các bạn nếu như mà Quốc hội Âu Châu thông qua cái hiệp ước này mà không cả không có cái vấn đề nhân quyền thì nó sẽ bất công cho tất cả các cái công ty tại Âu Châu và người dân tại Âu Châu, quyền lợi của người Âu Châu. Lý do tại sao? Tại vì vấn đề nhân quyền này nó bao gồm nhiều thứ. Trong đó, cái điều mà quan trọng nhất nó ảnh hưởng tới quyền lợi của Âu Châu chính là cái vấn đề mà công đoàn. Tại vì Âu Châu luôn luôn có những cái công đoàn độc lập bảo vệ quyền lợi cho giới công nhân. Và vì biểu bảo vệ quyền lợi đó họ đòi hỏi các chủ nhân các công ty phải đáp ứng rất nhiều những cái quyền lợi của công nhân. Lương phải tăng, rồi bảo hiểm cho cá nhân của công nhân hoặc là cả gia đình. Rồi ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ phép, ngày nghỉ bệnh, vân vân Tất cả những cái quyền lợi đó là do những cái nghiệp đoàn và những cái công đoàn độc lập ở Âu Châu. Họ đứng ra họ bảo vệ quyền lợi của những người công nhân. Và chính vì vậy giới chủ nhân khi mà mướn một công nhân chi phí rất là nhiều. Tôi lấy ví dụ, ví dụ thôi nha. À, tôi lấy ví dụ là một công nhân ở Âu Châu làm lương là 10 euro một giờ. Mà 10 euro đó có phải là các công ty đó họ trả ra 10 euro không các bạn? Không. Tổng cộng họ phải trả ra đó tất cả cái quyền lợi của công nhân á là lên tới 15 euro một giờ. Tại sao lại có thêm 5 euro? Lương lãnh thì có 10 thôi. Nhưng mà tại sao có thêm 5 euro kia? Là tiền bảo hiểm, tiền worker competition worker competition tức là khi mà người công nhân mà họ mà gặp tai nạn trong cái cái lúc mà họ làm việc đó thì phải có cơ quan phải có công ty bảo hiểm à, chi trả cái tiền mà lúc mà họ làm việc tức là người công nhân đó trên nguyên tắc họ làm việc mà họ bị tai nạn trong xã làm thì cái công ty đó phải chịu trách nhiệm về tất cả tình trạng y tế sức khỏe à, của người công nhân đó do đó thì họ phải trả tiền bảo hiểm sức khỏe mỗi một tháng cho người công nhân và gia đình của họ rồi họ phải trả thêm cái tiền gọi là cái tiền mà à phòng hờ tai nạn cho công nhân cho hãng bảo hiểm mỗi tháng. Rồi chưa kể, họ còn phải chia sẻ thêm cái tiền thuế cho người công nhân nữa. Do đó, những giới chủ nhân á, họ phải gánh gồng gánh những cái chi phí này. Nó nặng. Thì những giới chủ nhân này nó ôi tôi mở công ty ở Âu châu nó nhức đầu quá tôi chạy qua Việt Nam tôi mở nó khỏe lắm. Lương công nhân thì rẻ, tôi không cần phải đáp ứng những cái quyền lợi này của công nhân thì nó sẽ gây ra tình trạng là phía Âu châu, người dân Âu châu không có việc làm. Tại vì hãng xưởng nó chạy qua Việt Nam hết tại vì Việt Nam không cần phải quy định cũng không có công đoàn bảo vệ cho công nhân. Không có cái nghiệp đoàn nào hết là công nhân lương trả thì bèo không có gì hết. Do đó thì phía Âu châu sẽ mất đi việc làm rất là nhiều. Đó là quyền lợi của Âu châu. Do đó tại sao mà âu châu gắn liền cái vấn đề nhân quyền vào trong các cái hiệp ước thương mại là vì âu châu muốn những quốc gia ký hiệp ước này cũng phải có một cái tôn trọng tối thiểu với giới công nhân tức là phải giống giới chủ nhân có chạy qua đó thì cũng phải gồng gánh tất cả những cái chi phí này thì nó mới công bằng còn bây giờ như vậy thì việc làm nó chạy qua do đó các bạn đặt câu hỏi với tôi ủa nhân quyền có liên can gì tới buôn bán thì nó liên can đây tại vì nó là quyền lợi của cả âu châu bây giờ các bạn thấy bên Mỹ tại sao việc làm chạy qua Trung Quốc chạy qua bên Ấn Độ chạy qua bên Việt Nam Việt Nam thì chưa nhiều nhưng mà Ấn Độ với Trung Quốc thì nhiều là bởi vì những quốc gia này cái quyền lợi của công nhân không được bảo đảm nhiều và các giới chủ nhân luôn lách tất cả những cái luật lệ ở những quốc gia này họ khai thác lợi rất là nhiều do đó thì cái tình trạng ở Mỹ hay ở Âu Châu bị mất việc làm là do vấn đề này một phần do đó cái tôi giải thích cho các bạn biết lý do tại sao mà Liên Hiệp Âu Châu ngăn chặn cái hiệp ước mậu dịch tự do mậu dịch với Việt Nam vì vấn đề nhân quyền. Nó không phải là đơn, tại vì phải có cái quyền tôn trọng tối thiểu quyền của con người. Thì lúc đó cái đời sống người dân mới được nâng cấp. Cái lương của người người dân mới được nâng cao. Rồi những cái bảo đảm về quyền lợi sức khỏe, về những cái benefit, tức là những cái quyền lợi khác nó được nâng cao thì như vậy vậy thì cái giá công nhân ở việt nam không còn rẻ được nữa không còn rẻ được nữa thì các công ty sẽ có lựa chọn nơi nào có trình độ chuyên môn cao ra hàng kịp làm việc đúng tất cả mọi thứ thì họ sẽ chọn nơi đó còn bây giờ họ căn cứ trên quyền lợi họ không cần phải có trình độ chuyên môn cao họ chỉ cần lương rẻ để họ có lời nhiều thì đương nhiên nó sẽ gây ra cái tình trạng này và do đó cái này tôi giải thích cho các bạn hiểu là tại sao cái vấn đề nhân quyền nó được đặt ở trong tất cả các cái hiệp ước thương mại dù với Hoa Kỳ hay là với Âu Châu. Thì giờ là các bạn đã hiểu rồi bây giờ chúng ta nói tới cái tình hình tại Việt Nam. Nếu như cái hiệp ước FTA này nó bị postpone, nó bị ngưng lại vô thời hạn thì chuyện gì xảy ra đây các bạn? Các bạn phải hiểu rõ Việt Nam đã gia nhập WTO tức là tổ chức mậu dịch thế giới nhưng Việt Nam không phải là quốc gia thành viên toàn diện là bởi vì cái nền kinh tế của Việt Nam không phải là một nền kinh tế tự do hoàn toàn. Mà đó là một nền kinh tế chỉ đạo. Tức là có định hướng của chính phủ. Tức là chính phủ xen vào thao túng thị trường. Do đó, khi mà tất cả các mặt hàng của Việt Nam xuất cản ra nước ngoài, ở những quốc gia ở Âu Châu, Úc hay là Hoa Kỳ, thì sẽ bị giới hạn. Tại vì khi tính chính phủ nhúng vô mà thao túng thị trường, thì nó gây ra cái chuyện bất công trong thị trường, nó không có lên xuống tự nhiên. Thì như vậy nó sẽ gây ra cái việc bất công trong tất cả các cái việc mà giao thương với nhau. Và chính vì vậy, mà Việt Nam là thành viên của WTO, tức là Tổ chức Mậu Dịch Thế Giới, nhưng thành viên không toàn diện. Và nếu là thành viên không toàn diện, thì mặt hàng của họ xuất cản qua Âu Châu, qua Hoa Kỳ hay qua Úc đều bị giới hạn. Đều bị giới hạn hết, không được tự do thoải mái. Thì khi mà không bị giới hạn, thì các bạn phải hiểu là họ đặt ra cái quota, tức là cái số lượng. Ví dụ như năm nay tôi chỉ nhập ở Việt Nam tối đa 30 tỷ thôi, không hơn được. Thì các bạn thấy là nó chỉ ở mức đó thôi, tất cả tổng sản lượng của Việt Nam mà xuất cảng qua Mỹ chỉ không tới 30 tỷ. Thì như vậy thì mặt hàng tất cả mặt hàng trong Việt Nam sẽ bị giới hạn và Âu Châu cũng vậy, Úc Châu cũng vậy. Thì làm sao cái hướng phát triển của dân tộc nó bùng phát được? Tại vì bị giới hạn hết rồi. Đó là chưa kể những yếu tố khác. Rồi các bạn so sánh. Ủa, vậy thì Trung Quốc thì sao? Trung Quốc cũng giống như Việt Nam. Nhưng các bạn khác ở chỗ này. Thứ nhất, Trung Quốc có bị giới hạn. Nhưng mà họ là một cái thị trường rất lớn. Họ có hơn 1 tỷ dân, 1 tỷ chấm, 1 3 tỷ dân. Do đó, cái tư thế của Trung Quốc với Việt Nam khác nhau. Và cái thứ hai, ở một số khu vực ở tại Trung Quốc và một số kỹ nghệ, nó vẫn được tự do hoàn toàn tức là nó không có bị nó không có bị chính phủ thao túng và để cho thị trường nó phát triển tự nhiên chính vì vậy Trung Quốc khác với Việt Nam còn bên Việt Nam á cái đảng cai trị các bạn nó thao túng từ đầu tới cuối nó thao túng từ đầu tới cuối hầu hết những công ty xuất cảng qua Hoa Kỳ hay là qua Âu Châu đa phần đều dính líu tới chính phủ tức là những công ty quốc doanh hay là hợp tác có cổ phần của chính phủ vân vân chứ không phải hoàn toàn tư nhân cái số lượng mà công ty hoàn toàn tư nhân không dính líu gì tới chính phủ đó. con số đó không bao nhiêu cả. Hầu hết là những công ty quốc doanh hoặc là công ty cổ phần giữa quốc doanh và tư nhân thì mới xuất cản ra bên ngoài, tức là chính phủ thao túng hết. Chính phủ không cho phép tư nhân xuất cản thoải mái mà phải có dính líu tới chính phủ, tức là cái kẻ cai trị các bạn. Ở trong đó thì mới được xuất cản qua. Mà khi qua tới những quốc gia này thì bị giới hạn lại, tại vì anh hàng của anh bị giới hạn và mỗi năm nó được dược xét cái quota tức là cái mức độ nhập cản nó sẽ bị duyệt xét Năm lên năm xuống nó không được thoải mái muốn nhập bao nhiêu thì nhập và nếu mà trường hợp như vậy và với cái tin mà mới nhất mà Âu Châu trận lại cái này thì có nghĩa là mặt hàng Việt Nam càng lúc càng bị giới hạn giống như hôm trước tôi có phân tích cho các bạn những cái lý do thứ nhất là do cái vấn đề Việt Nam về nguyên tắc là một nền kinh tế chỉ đạo không phải là nền kinh tế thị trường tự do kinh tế thị trường chỉ đạo còn cái tinh, kinh tế thị trường tự do nó khác chính vì điều này việt nam không thể trở thành thành viên toàn diện của wto thứ hai là do cái yếu tố môi trường tại việt nam hiện nay nó bị à, ô nhiễm khá nặng nề do đó sản phẩm của việt nam sẽ bị giới hạn thêm là tại vì những sản phẩm đó có thể có những cái chất độc hại nó do từ cái ô nhiễm môi trường mà ra và thứ ba là do cái à, phẩm chất của các mặt hàng. Và cuối cùng là cái lối làm ăn ăn gian nói dối. Lát nữa tôi sẽ giải thích tại sao ăn gian nói dối để cho các bạn thấy được toàn cảnh cái cái bức tranh gọi là xuất cản của Việt Nam nó sẽ bị giới hạn và do đó nền kinh tế của Việt Nam mặc dù là có cái cảnh báo của cộng đồng quốc tế năm 2019 2020 là nó sẽ ảnh hưởng toàn cầu. Thì có nhiều người trong Việt Nam nói ôi ảnh hưởng toàn cầu nhưng chưa chắc ảnh hưởng tới Việt Nam và giờ tôi chứng minh nó ảnh hưởng tới việt nam cho các bạn thấy <laughs> ok thì cái việc mà ăn gian nói dối là như thế nào giống như hôm trước tôi có đưa cho các bạn thấy xuất cảng chính của việt nam là gì cái nguồn ngoại tệ việt nam thu được từ xuất cảng là chính thì trong xuất cảng đó thì có thực ra thì việt nam đếm trên đồng ngón tay có mấy kỹ nghệ thôi các bạn thứ nhất là nông hải sản thứ hai là dầu khí là hai cái mặt hàng chính để xuất cảng và thứ ba mà cái điều thứ ba này thì bây giờ là bánh sát rồi là hàng dệt may đó là ba cái kỹ nghệ tránh xuất cảng của việt nam ra nước ngoài thì tất cả ba cái kỹ nghệ này bây giờ đang bị trót bộ hết tức là đang bị kẹt hết về nông hải sản thì do cái yếu tố môi trường do các sản phẩm đó bị nhiễm độc và do cái việc mà vung trồng à, nông sản đó sử dụng nhiều hóa chất nó ảnh hưởng tới cái, cái 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 nông sản của Việt Nam. Nó bị giới hạn. Hải sản thì các bạn biết rồi, biển bị ô nhiễm rồi chất độc thủy ngân cao, vân vân. Thì coi như cái ngành hải sản Việt Nam gần như là chết đứng. Ok, dầu khí thì do Việt Nam là cái quốc gia không phải nền kinh tế thị trường tự do. Do đó, những quốc gia nhập cảng dầu hỏa của Việt Nam mà xuất cảng ra đó nó bị giới hạn rất là nhiều. Nó bị giới hạn rất là nhiều do đó cuối cùng Việt Nam chọn bán cho ai? Trung Quốc, bằng Trung Quốc là chính. Mà bán cho Trung Quốc thì sẽ không được cái giá thị trường. Ví dụ, giá thị trường 55 đồng một thùng dầu thô, Việt Nam không thể bán được giá này. Hôm trước tôi có nói với các bạn rồi, họ bán cho Trung Quốc bị ép giá. Tôi chưa kể cái vấn đề tiêu cực của các quan chức là còn chấm mút ở trong đó. Do đó, tại sao ngành dầu hóa của Việt Nam bị thu lỗ? Rồi tới hàng dệt may. Từ lúc mà mở cửa, thì cái mặt hàng chính của Việt Nam tập trung rất là nhiều, nhiều là dệt may, gia công. Nhưng mà 5 năm trở lại đây, họ đã không có thể xuất cản được. Tại vì sao? Thứ nhất là cái, cái hàng dệt may của Việt Nam so với Indonesia và Malaysia thua kém quá nhiều. Bây giờ gần như Indonesia và Malaysia chiếm lĩnh cái thị trường này. Do đó, mặt hàng dệt may của Việt Nam bị giới hạn. Thì các bạn nhìn toàn cảnh này. Đã bị giới hạn vì nhiều yếu tố. Bây giờ không ký được những cái hiệp ước này. Bây giờ Việt Nam trông chờ vào cái CPTPP của 11 quốc gia ở trong cái khu vực Á Châu Thái Bình Dương không có Hoa Kỳ. Thì nó cũng không giúp ích gì được nhiều cho tất cả các mặt hàng xuất cảng tại Việt Nam. Ở trong đó chính là hai quốc gia được xem là thị trường khá tốt thôi. Nhưng mà nó cũng không được bao nhiêu là thị trường của Canada và thị trường của Nhật Bản là hai cái thị trường được xem là lớn của Việt Nam ở trong cái CPTPP. Nhưng mà hai quốc gia này nông sản là coi như Việt Nam khó xuất cản vô vô được trong Nhật Bản là vì sao? Nhật Bản có chính sách bảo hộ nông sản. Do đó, hàng nông sản của Việt Nam mà nhập cản vào Nhật Bản thì bị đánh thì sẽ gặp cái sự cạnh tranh với Nhật Bản, chưa kể cái cái phẩm chất nha. Nó đã bị giới hạn rồi các bạn. Do đó, ở trong 11 quốc gia đó, thật ra trên về nguyên tắc thì các bạn thấy là ô đã có thị trường của 11 quốc gia nhưng thật sự cái thị trường ở đó không bao nhiêu thị trường chính của Việt Nam vẫn là hai nơi thứ nhất là Hoa Kỳ thứ hai là 28 quốc gia ở quốc gia trong thành viên của Liên Hiệp Âu Châu đó mới là những thị trường chính của Việt Nam tại vì cái mức mua sắm và cái mức tiêu thụ ở hai thị trường này mạnh nhất mà bây giờ hai thị trường này bị giới hạn rồi hai thị trường này bị giới hạn rồi thì cuối cùng tất cả mặt hàng của Việt Nam chỉ còn cách là xuất cản qua Trung Quốc. Nhưng mà xuất cản qua Trung Quốc lại bị giới hạn ở những điểm khác. Thứ nhất, cạnh tranh không bằng hàng của Trung Quốc. Cạnh tranh không bằng, ngoại trừ nông hải sản. Và thứ hai là Trung Quốc so với cái ngạch nhập cản của Trung Quốc vào Việt Nam và cái việc của Việt Nam vào Trung Quốc các bạn sẽ thấy cái khoảng cách cán cân mậu dịch nó rất là lớn. Việt Nam nhập vào Trung Quốc không được bao nhiêu nữa trong khi Trung Quốc nhập vào Việt Nam được xem ở Việt Nam các bạn gọi là khủng. Thì toàn bộ cái bức tranh này cho các bạn thấy cái điều gì? Tương lai của Việt Nam trong 2019, 2020 trở đi. Nó sẽ thê thảm. Tại sao tôi nói thê thảm? Là cái nền kinh tế toàn cầu nó bị ảnh hưởng. Thì nó ảnh hưởng luôn tất cả ở trong Việt Nam. Thì cái điều này các ai cũng nhìn thấy mà. Kể cả Hoa Kỳ, kể cả Trung Quốc, kể cả Âu Châu tất cả đều cho đều cảnh báo rằng là năm 2019 sẽ là cái năm thử thách và chưa kể cái cuộc chiến mậu dịch giữa Trung Quốc với Hoa Kỳ mà chỉ nói về cái xu thế của cái GDP toàn cầu nó đã bị chậm lại do nhiều yếu tố. Thì các bạn thấy trước tình hình này nó đã có những cái biến động rồi. Và bây giờ nếu như tình hình trên biển Đông hay eo biển Đài Loan căng thẳng nó sẽ tác động vô cái thị trường Việt Nam nữa. Nó sẽ tác động rất mạnh. Và nó làm cho cái cái khu vực người ta sẽ không cảm thấy an toàn tức là bất ổn bất ổn nó sẽ xảy ra chính vì vậy mà các bạn hỏi tôi cái nền kinh tế của Việt Nam 2019 2020 như thế nào tôi nói với các bạn nó còn thê thảm hơn Trung Quốc nó còn thê thảm hơn Trung Quốc nữa bây giờ các bạn nói tôi nghe đi nếu mà cái lượng ngoại tệ do xuất cảng mà thu lại không được bao nhiêu chỉ trông chờ vào ba cái tiền gọi là Việt Kiều gửi về nổi nổ cho lắm vào là mười mấy tỷ mỹ kim nhưng thật ra không phải người việt kiều gửi gửi về mà là do cái lượng đầu tư của những đám việt kiều bên đông âu về nước làm ăn đại khái như vậy chứ thực sự cái lượng việt kiều ở mỹ úc âu châu đầu tư về không nhiều so với cái lượng việt kiều bên âu châu bên đông âu thì đúng hơn thì cái lượng tiền đó họ cộng hết lại thì họ nói rằng đa phần là đầu tư đại khái như vậy nhưng mà thật sự các bạn hiểu nó từ đâu ra thì các bạn nghĩ đi thì cuối cùng là cái xuất cản cái cái nguồn ngoại tài chính đã bị giới hạn rồi thì làm sao phát triển đất nước này còn nếu mà trông chờ vào trong nội địa của Việt Nam tiêu thụ đó, thì các bạn nói tôi nghe đi ở Việt Nam có bao nhiêu bạn thích xài sản phẩm của Việt Nam sản xuất ngay cả thức ăn bây giờ còn nhiều người phải là nhập cản thức ăn từ bên Thái Lan qua ngư nghiệp cũng cũng từ Thái Lan gạo cũng từ Thái Lan thì các bạn cho tôi thấy ở trong Việt Nam thực tế các bạn xài bao nhiêu phần trăm sản phẩm do Việt Nam sản xuất. Hay là ra đường các bạn cầm iPhone của Mỹ sản xuất, cầm Samsung của Nam Hàn sản xuất. Rồi các bạn đi xe đó của ai sản xuất. Cho thấy các bạn thấy rồi xăng các bạn đổ là ai sản xuất. Việt Nam nhập cảng xăng, xuất cảng dầu hỏa nhưng nhập cảng xăng ai sản xuất. Thì các bạn cho tôi biết cái thị trường nội địa ở Việt Nam. Cuối cùng nhập nhiều hơn xuất. Mà nhập nhiều hơn xuất thì có nghĩa là gì các bạn? Có nghĩa là Việt Nam chỉ là cái thị trường tiêu thụ. Chứ không phải là một cái thị trường xuất cảng. Mà thị trường tiêu thụ thì nó 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 là cái gì? Nó sẽ không đem về ngoại tệ nhiều mà ngoại tệ bị hút ra bên ngoài. Thì các bạn nói tôi nghe nền kinh tế như vậy làm sao phát triển đây? chưa kể những cái yếu tố khác về môi trường bị tàn phá từ trên xuống dưới và nhiều nhà đầu tư bỏ chạy ra khỏi Việt Nam. Bây giờ mà cái thành phần gọi là đầu tư FDI tại Việt Nam các bạn thấy đến từ Trung Quốc nhiều. Các quốc gia khác không có, nhất là cái tin FTA này đưa ra thì coi như là các nhà đầu tư của Âu châu đứng lại hết. Họ hy vọng cái free trade tức là họ cái cái gọi là cái tự do mậu dịch thì họ chạy qua Việt Nam, họ đặt hãng xưởng, họ mở văn phòng họ xuất cản ngược về Âu Châu họ không bị thuế mà họ được hưởng cái giá nhân công rẻ nữa bây giờ cái hiệp ước này không xong rồi cái hiệp ước này coi như chấm dứt rồi postpone không biết đến bao giờ thì coi như là các cái đầu tư từ Âu Châu vào Việt Nam là coi như đứng lại hết ngoại trừ một ngành là vì ngành đó kiếm tiền rất là nhiều ngành y khoa tức là Việt Nam vẫn phải nhập cản thuốc từ Âu Châu nhập cản rất nhiều Âu Châu coi như là thống trị tất cả cái ngành y tế ở Việt Nam. Thuốc men, dụng cụ, tất cả mọi thứ đều nhập cản từ Âu Châu. Thì các bạn thấy một cái bức tranh nó rất rõ nét. Nền kinh tế của Việt Nam trong năm 2019-2020. Các bạn không tin, các bạn cứ coi vào cái ngành địa sản. Tức là cái ngành địa ốc ở Việt Nam là các bạn sẽ thấy ngay. Khi mà người ta kiếm ra tiền, người ta vay nợ ngân hàng nhiều. Người ta đi mua nhà, mua đất, mua đai. Thì đương nhiên giá nhà tăng thì đó cho thấy là ít nhất ngành địa ốc còn kéo được nền kinh tế. Nhưng mà bây giờ đó người ta kiếm không ra tiền rồi bị tín dụng xấu, ngân hàng không cho vay nợ thì không ai mua được nhà cửa, không ai mua được đất đai. Quyền sử dụng thôi. Thì các bạn thấy rồi, ngành địa ốc nó chậm lại và nó đứng lại là chuyện đương nhiên, thậm chí nó đi xuống nữa. Mặc dù là trong thời gian gần đây ở Sài Gòn thì có nhiều nói là ồ có nhiều đại gia Trung Quốc qua Việt Nam mua nhà, thật sự con số đó không bao nhiêu. Chính vẫn là những người ở trong Việt Nam mua bán lại với nhau nhiều hơn. Nhưng mà bây giờ mua bán lại với nhau tiền mặt không có nhiều, tiền mặt luân chuyển trong cái à, trong cái việc mua bán nó không nhiều. Đa phần bây giờ đi ngang ngân hàng, mà đi ngang ngân hàng thì có những hồ sơ vay được nợ, có những hồ sơ không vay được nợ. Tại vì càng lúc là những cái món nợ xấu càng nhiều, mà món nợ xấu càng nhiều thì ngân hàng càng khó khăn trong vấn đề vay nợ. Mà không vay được nợ, không có chứng minh được thì làm sao mua nhà, mua đất, mua đai để đầu tư kiếm lời đây. Rồi giữa lúc thị trường nhà chậm, đó là chưa kể những cái dự án xây dựng trong Việt Nam. Nó còn gây ra những cái tiêu cực khác. Nhà bị nghiêng, rồi xây dựng đã không đúng thời hạn để giao nhà cho khách. Rồi xa giao đúng hẹn đó, thì mở cửa nhà ra một cái là trời ơi đất hởi, xây ẩu tả, sàn bị lông, tường bị nứt, không có ống cứu hỏa vân vân rất là nhiều. Thì cái thị trường địa ốc của Việt Nam nó cũng không sáng sủa gì mấy. Mà nó không sáng sủa thì các bạn sẽ thấy ra rộng ra các ngành khác nó giống như vậy. Và đó chính là cái bức tranh toàn diện của cái nền kinh tế Việt Nam 2019 và 2020. Đó là tôi chưa kể đến cái tác động của xung quanh Việt Nam đó nếu như tình hình trên biển đông mà xung đột vũ trang hay eo biển đài loan xung đột vũ trang thì nó còn tác động tệ hại hơn nữa đi về hướng tiêu cực nhiều hơn là tích cực lúc đó các bạn sẽ kiếm tiền không ra ngay bây giờ các bạn đã kiếm tiền không ra rồi bây giờ các bạn nói tôi nghe đi có bao nhiêu người đã được chia tiền quê hồng về quê ăn tết đây trong năm nay mua tết nè chưa có thậm chí có những người là không muốn về quê năm nay ăn tết rồi có những người bây giờ đi vay nợ, gửi tiền về quê cho gia đình ăn Tết. Mà vay nợ ngân hàng thì không được rồi. Vay lãi cao không Mà vay lãi cao ra Tết rồi đó. E cổ trả tiền lãi không đó. Rồi lãi chồng lãi lên đó. Là làm ngóc đầu không nổi. Làm bao nhiêu tiền lãi nó lấy hết bấy nhiêu. Đó là thực trạng tại Việt Nam bây giờ đó các bạn. Các bạn hỏi tôi cái giải pháp nào. Nếu mà tình hình như vậy thì cái giải pháp nào cái giải pháp tôi đã đưa và nhiều bạn bè tôi đã đưa. Giải pháp là phải giải quyết cái gốc của vấn đề. Muốn cho nền kinh tế Việt Nam phát triển một cách gọi là unlimited tức là không giới hạn cộng đồng quốc tế không cần biết ai cai trị cả. Họ chỉ đòi hỏi ba điều kiện. Và đáp ứng được ba điều kiện đó thì hàng xuất cảng của Việt Nam sẽ nhập vào uh, cộng đồng quốc tế một cách thoải mái. Điều thứ nhất nền tư pháp độc lập. Tức là phải có một nền tư pháp độc lập để bảo đảm sự công bằng giữa người mua và người bán nếu có kiện tụng. Còn nền tư pháp mà bị chính phủ xen vào thì dứt khoát là không được. Nền tư pháp phải độc lập hoàn toàn với chính phủ. Đó là điều kiện tiên quyết đầu tiên. Thứ hai là công đoàn độc lập tại Việt Nam, tức là vấn đề nhân quyền đó các bạn. Một trong những vấn đề nhân quyền đó là phải có công đoàn độc lập không dính líu gì tới chính chính phủ hết và những tư nhân thành lập công đoàn để bảo vệ quyền lợi của người công nhân đi làm ví dụ như là các bạn bây giờ làm 10 tiếng 12 tiếng nó đã quá cái cái cái, cái quy định thay vì là một công nhân làm 8 tiếng thôi một ngày thì công đoàn có trách nhiệm bảo vệ cái điều đó các bạn làm 8 tiếng sau 8 tiếng mà có yêu cầu làm thêm thì phải trả lên một rưỡi cái mức lương phải trả lên một rưỡi là làm ngày lễ ngày tết thì là phải trả gấp hai đó là quyền lợi của công nhân và chỉ có những công đoàn độc lập mới đứng ra bảo vệ thôi còn công đoàn do chính phủ thao túng nó thỏa hiệp với là giới chủ nhân cuối cùng các bạn công nhân lãnh lương không cao đó là điều kiện thứ hai ở trong cái cái việc phát triển kinh tế tức là gì công đoàn độc lập đó là hai điều kiện và điều kiện cuối cùng là một chính phủ minh bạch minh bạch là như thế nào luật lệ rõ ràng không có mù mờ luật lệ rất là rõ ràng không có mù mờ không dùng những cái cụm từ chung 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 rồi công an muốn diễn giải kiểu nào kiểu công an bộ tư pháp tức là cái gì à, tòa án muốn diễn giải kiểu nào là kiểu của tòa án và nó phải có một cái cơ chế để nó giải thích những điều luật đó ra rất là rõ ràng ví dụ như ở hoa kỳ đi để giải thích hiến pháp và luật lệ đi thì cái cơ quan duy nhất có thẩm quyền để giải thích là tối cao pháp viện thì một chính phủ mà có được cái luật lệ rõ ràng minh bạch và gồm máy nó phải rõ ràng thì đây là ba điều kiện để có thể đáp ứng được cái nhu cầu chung của cộng đồng quốc tế và thoải mái xuất cản qua cộng đồng quốc tế cả ba điều kiện này việt nam đều không có cho tới giờ phút này chính phủ thì luật lệ không minh bạch không có công đoàn độc lập, không có ngành tư pháp độc lập thì đương nhiên sẽ bị giới hạn. Chừng nào mà có ba điều này mà để làm được ba điều này thì các bạn phải biết tức là cái đảng cầm quyền không còn cầm quyền được nữa. Đó là lý do tại sao tôi nói kinh tế Việt Nam bế tắc và không có cửa thoát, bế tắc hoàn toàn dưới cái đảng cai trị bây giờ. Trừ phi thay đổi toàn bộ thể chế và thay đổi toàn bộ cái xã hội và định ra rõ ràng thực hiện đúng ba điều này thì nền kinh tế Việt Nam mới có hướng phát triển đứng đắn, khỏe mạnh và được à, hòa chung với cộng đồng quốc tế, tức là hội nhập với cộng đồng quốc tế. Còn mà tiếp tục cái hướng bây giờ một đảng cai trị thao túng tất cả mọi thứ, thao túng từ thị trường kinh tế, thao túng qua tới ngành tư pháp, thao túng qua tới à, cái à, cái à, quyền lực chính phủ. Thì tôi nói với các bạn, nó vĩnh viễn không phát triển được nó vĩnh viễn không phát triển được và dân tộc Việt Nam vẫn phải còng lưng làm trả nợ cho kẻ cai trị đó là bản chất của sự việc và nền kinh tế Việt Nam 2019 2020 nó sẽ như thế nào Ok các bạn, đó là câu chuyện Việt Nam ngày hôm nay. Cảm ơn các bạn rất là nhiều đã theo dõi cái phần câu chuyện Việt Nam của tôi. Hy vọng rằng câu chuyện Việt Nam sẽ đem đến cho các bạn cái nhìn thực trạng, rõ ràng, rõ nét, cụ thể hơn về cái gì đang xảy ra tại Việt Nam để các bạn có thể từ đó phân tích đối chiếu so sánh và tự đưa ra cái nhận định riêng của mình. Cảm ơn các bạn rất là nhiều và chúng ta sẽ gặp lại sau. Bye bye.